sau nhiều lần dời lại chuyến đi cho quà y lớp quyển y shop Đắk Lắk vì bệnh dịch khắp nơi. Hôm nay ngày 22 tháng 10 canh tí, đoàn Úc Dũng khởi hành chuyến đi, điểm xuất phát ở cầu Bắc An Hòa, Long Xuyên, An Giang. Kính mời quý vị nghe bài Cám Cảnh Dân Nghèo. Bài này được Tôn Sư viết tại Hòa Hảo ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Mão. Nam Mô A Di Đà Phật. Tết Tết cùng năm tháng hết mà thẳng bằng công nợ dài bốn ba hẹn mai hẹn bước chờ khai hạ con đòi áo tốt rối vàng Tết thật là nghèo, sanh chung buồn nỗi nàng đồng khô lúa ngập coi sơ xác cảnh đói buồn lung nỗi nhạt. Nhật bởi nơi ai rượu trà cờ bạc ôi phung phí chẳng biết lễ xưa của ai bài Tết rồi Tết nữa Tết liên tai năm cuối mỗi năm cùng tất hoài làm cho những sự vui nhà nhập chơi giận ba ngày rước ca ta cảm thấy nỗi u buồn suy xét việc đời lệ muốn tuôn chào xuân chẳng thấy xe xong, chiếc xe mang biển số 67B01206 mang 40 người chuyển bánh. Chuyến đi trong mùa dịch, anh em trong đoàn cũng lấy làm lo. Đoàn đã chuẩn bị khẩu trang cho mọi người, xe chuyển bánh theo hướng đông trực chỉ. Chính phủ đại diện đoàn thông qua lịch cho quà tham quan của chuyến đi. 22 tháng 10 đi canh tí. Sau khi một thời gian chuẩn bị tích cực, hôm nay chúng ta đã hội tụ đủ điều kiện, đủ cái phẩm chất để chúng ta làm một chuyến từ thiện phát quà ở miền Trung. Và kính thưa quý vị, để thay mặt đoàn, chúng tôi xin kính đến tất cả quý vị lời chào mừng thân ái và lời chúc sức khỏe tốt đẹp.
Dạ, kính thưa quý vị, mấy năm vừa qua thì hàng năm thì khi Úc Trung còn sống thì Úc Trung đã hợp tác với Úc Bình, với Công Mai, với Tiếng Tám, thì hàng năm đều phát quà ở miền Trung từ 1 tới 2 lần. Nhưng mà sau này thì là phát quà cuối cùng Úc Trung cũng có hứa hẹn là sẽ ra đó phát tiếp tục nữa. Nhưng mà hôm nay thì Úc Trung đã đi về, có lẽ đi về miền Lạc Quốc để mà lãnh một cái đạo sự khác rồi. Thì để thực hiện những lời hứa của Úc Trung thì Úc Bình, cô Mai cũng như là Tiếng Tám như Úc Dũng đã cố gắng để thực hiện những lời mà Úc Trung đã hứa với đồng bào ở miền Trung. Qua một thời gian chuẩn bị thì hôm nay đã hội tụ đủ các yếu tố, như có được những trong tay là 850 phần quà, và bà cũng đã tìm kiếm được một cái nhà xe ưng ý, một bác tài là rất là thông thạo về đường xá cũng như có kinh nghiệm trong cái chuyến này nghề nghiệp. Và đoàn cũng đã là tìm được cái quý vị hậu cần nấu ăn ngon để phục vụ cho quý vị trong đoàn. Tiếp theo đó là cũng đã tìm được những quý vị hỗ trợ cho đoàn cũng như các mạnh thường quân hợp ý và có tâm đạo để cùng nhau kết hợp thành một cái đoàn để đi về miền Trung phát quà. Và giờ đây hội đủ những yếu tố trên, thay mặt đoàn chúng tôi xin tuyên bố là chuyến từ thiện của chúng ta xin được bắt đầu. Xin quý vị cho một tràng hóa tay. Dạ, kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta đi phát quà gần có 5 ngày và những tiết mục như sau, để tôi xin bằng phép để đọc giấy chứ không nhớ. Là chiều nay chúng ta đi dạo con đường N2 để chạy qua Đắk Lắk và tới chỗ Bao Bì Thuộc. Nhưng mà trên đường đi thì chúng ta sẽ chọn một cái nơi nào thuận tiện chúng ta sẽ ghé và chúng ta dùng bữa cơm chiều. Thì tối nay chúng ta, đoàn chúng ta sẽ chạy suốt đêm và ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố Bao Bì Thuộc. Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ dùng điểm tâm ở tại tỉnh xá Ngọc Bang, rồi sau đó tiếp tục chúng ta đi vào cái huyện Ea Súp để phát hai xã là 850 phần quà ở đó đó. Và buổi chiều mai thì chúng ta trở về thành phố là Bao Bì Thuộc, ngủ ở cái khách sạn ở nơi đó. Và chúng ta tối chúng ta sẽ đi thưởng thức cà phê Văn Men quý vị. Rồi sáng ngày bữa sau nữa là ngày thứ hai á, là chúng ta sẽ đi viếng ở chỗ chúng ta sẽ đi tham quan cái hồ Lắk ở Bao Bì Thuộc. Rồi xong ở đó rồi chúng ta sẽ trực chỉ về thành phố Đà Lạt và nhận phòng mà ngủ đêm ở Đà Lạt. Qua ngày thứ ba là chúng ta sẽ đi viếng cái điểm thiền viện Vạn Hạnh, chùa Linh Phước, cầu vàng Đà Lạt và giao lưu cồng chiêng. Là thiền viện Trúc Lâm, rồi thác Đa Tăng La và Dinh Bảo Đại là Dinh 2 vừa qua Đà Lạt. Rồi chúng ta sẽ thay vì chúng ta đi là đỉnh Tam An thì chúng ta bỏ một gói, chúng ta sẽ đi đến Đức Trọng để phát quà cho cái nấu ăn và phát quà cho những cái quý vị bị trại tâm thần đó. Nhưng mà lúc nào thì để chúng ta đoàn sẽ định đoạt sau, chứ bây giờ không biết thời gian lúc nào ở trong này tôi không nắm được. Rồi ngày thứ tư là chiều thứ tư chúng ta sẽ ghé cái chợ Hồ Than Thở để mua sắm đồ đạc kia, dụng cụ để về nhà chúng ta tổ chức tiệc. Rồi buổi chiều đó, buổi sáng ngày mà thứ năm á, chúng ta trên đường về chúng ta sẽ ghé cái thác Friend, rồi bắt đầu trực chỉ về thành phố Bảo Lộc, chúng ta ghé trạm dừng chân
Dạ, bắt đầu chúng ta sẽ trực kể về cái thành phố An Giang của chúng ta là kết thúc cái chiến phát quà. Dạ, kính thưa quý vị, ở trong này thì để đủ sức khỏe ngồi cho đêm nay, nhà xe tìm quán ăn cho đoàn dùng bữa. Nhà hàng Không Gian Dây là điểm chọn của buổi cơm chiều nay. Xe chuyển bánh khi mọi người dùng bữa xong, xe đi suốt cả đêm cho đến ngày 23. Mọi... Thưa các bạn, quán Không Gian Dây, mọi người trong đoàn đang ghé vô quán đang chờ trong đêm dài ra. Lúc bạn có buổi cơm ngon lành mỗi chiều khi khởi hành thì tham quan các bác mọi người tựa mình vào ghế mà đánh giấc, ngủ ngồi cũng khó đây, nhưng mệt quá cũng phải thiếp đi an thần một chút cho đỡ. Xe dừng lại dọc đường chẳng biết là đâu. Hậu cần bài cháo cho đoàn điểm tâm, cháo trắng củ cải muối cũng làm hấp dẫn trong đêm khuya. Dùng xong tô cháo, tôi cũng chọn cho mình tách cà phê cho tỉnh táo. Quạo quá, dùng không nổi đành phải mang lên xe thôi. Xóm tròn phía trước là Ban Mỹ Thuật. Xe dừng lại là đến tỉnh xá Ngọc Văn rồi. Anh em tìm quán nước gần đó uống tách trà nóng cho ấm lòng khách phương xa. Trở lại tỉnh xá, các ni sư đã chuẩn bị thức ăn điểm tâm sáng cho đoàn. Ni sư nơi tỉnh xá Ngọc Văn hướng dẫn cho đoàn vào xã Yalop cho quà. Đoạn đường đến xã Yalop cũng khá xa, gần đến cả 100 km. Mấy anh tới tỉnh xá Ngọc Văn còn đi đâu nữa không ạ? Còn vô xã Ia Lớp qua nó phát quà cho anh đây. Dạ. Vậy là đoàn dưới đoàn đi phát quà vô đó ha. Dạ. Rồi mời cái phái đoàn mình lên xe. Thank you.
Chuyến đi lần trước con đường nhờ xã rất khó đi, còn hôm nay chẳng biết ra sao. Xe chuyển bánh hơn 1 giờ, xe vào làng, con đường trong trên non lộ có đi. Cả đoàn phải xuống xe, cho xe bọt qua mấy ổ gà to. Đã hơn 10 giờ mà xe chưa đến nơi. Xe chạy chậm gặp kịch, dù khó khăn nhưng xe vẫn đến nơi. Giờ lớp kia rồi, từ xa đã thấy bà con đông nghẹt. Dù cũng đói nhưng anh em trong đoàn quyết cho rồi mới dùng bữa. Mọi người bắt tay vào công việc xuống quà, quần áo bà con tha hồ được.
sau lời phát biểu của ủy ban xã cùng đại diện đoàn, quà được trao tay cho bà con khi mọi việc thu xếp xong. Giáo Hoa Hảo chờ mới An Giang đã về thăm và tặng quà cho chúng ta là 800 suất bằng 800 hộ nghèo. Bởi vì theo hộ đó đã khảo sát và nắm chắc với ủy ban nhân dân, tổng số hộ nghèo chúng ta là 1093 hộ, nhưng hiện giờ không thể đủ được. Ê, chúng tôi tiếp tục sẽ xin thêm tới đây. Vậy tôi xin trân trọng kính giới thiệu đoàn là có anh Dũng là đoàn trưởng. Trước hết tôi xin trân trọng kính mời đoàn trưởng sẽ phát biểu với nhân dân. Xin trân trọng kính mời. A Di Đà Phật. Hôm nay có cái phái đoàn, có đoàn từ thiện của Phật giáo Hòa Hảo đến thăm đồng bào chúng ta và phát những cái phần quà để cho mà đồng bào chúng ta cho đỡ phải vất vả trong những ngày ngày thường. Thì sư cô xin giới thiệu, sư cô là Nhàn Liên, Tịnh Xá Ngọc Ban ở số 6 Phạm Văn Đồng ở thành phố Buôn Ma Thuột, hướng dẫn đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo đến đây để giúp đỡ đồng bào. Kính thưa các cấp chính quyền thuộc ủy ban xã, kính thưa các đảng ủy của xã Gia Lốt, chúng tôi rất là cảm kích quý vị đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi để mà điều động dân đến đây để mà lãnh quà. Và cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã cố gắng cả gần một tháng nay để mà giúp đỡ chúng tôi thực hiện những công tác từ thiện như thế này và giúp đỡ đồng bào để đồng bào có mặt hôm nay để mà lãnh những phần quà mà bên xã, bên tỉnh ủy đã xét duyệt để kính tặng tới đồng bào. Thì chúng tôi cũng cảm ơn đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo đã làm cầu nối cho đồng bào để mà đồng bào đỡ bớt những sự cơ cực của ngày thường để mà tới tận nơi đây, dù cho đường xá xa xôi cách mấy, quý vị cũng cố gắng để mà thực hiện những công tác tốt, công tác từ thiện như thế này để mình kính ơn những người đã giúp đỡ mình. Xin đồng bào cho một tràng pháo tay. Như thế này, bây giờ là đoàn là coi như là xin giới thiệu đoàn là ông chính sự chính phủ là đại diện cho bên đoàn của Phật giáo Hòa Hảo để phát biểu với lại nhân dân lôi lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa quý ông bà, quý cô bác cùng tất cả quý đồng đạo cũng như đồng bào đến đây nhận quà có mặt hôm nay kính mến. Kính thưa quý vị, chúng tôi là phái đoàn từ thiện của tỉnh An Giang, là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi khắc sâu vào những lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư là làng gần chí dưỡng tỉnh xa, khi xưa thì cũng ruột rà với nhau. Tuy hôm nay chúng ta có một cái địa xa cách địa lý rất là nhiều, nhưng mà nhiều kiếp trước chúng ta cũng đã là tình thân với nhau. Và hôm nay với cái sự chỉ dạy của Đức Tôn Sư, chúng tôi lúc nào cũng xem đồng bào cũng như là một mối quan hệ mật thiết, không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau. Chẳng khi nào có đồng bào mà không có ta, hoặc ngược lại. Thế nên hãy giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn, cũng như đền đáp với một trong những công ơn mà chúng ta đã thọ với nhau. Kính thưa quý vị, chúng tôi không phải là những thương gia đại gia giàu có, mà cũng là một người nông dân, một nắng hai sương, kẻ thì việc này việc nọ buôn bán tảo tần. Nhưng mà may mắn thay, chúng tôi được sống nơi một cái khí hậu thật là ổn hòa, vì thế cuộc sống cũng được thanh nhà sung túc. Chúng tôi nhớ lời Đức Tôn Sư đã chỉ dạy, nên hàng năm chúng tôi đóng góp tiết kiệm những cái phần chi phí cho gia đình
để tồn lại những cái phần dư. Chúng tôi đến đây những tỉnh miền Trung hàng năm để chia sẻ những gì mình có được cho đồng bào gặp khó khăn ở nơi này, vì đó là một trong những pháp tu mà chúng tôi đã thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Thầy chúng tôi đã chỉ dạy ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó giúp hào một khi. Cậu cô chú bác cùng gì khắp nơi thầy chúng một khi hảo lòng. Việc nhà quý bạn đã xong, thiệt nhau là phước rõ lòng thiền nhân. Hoặc là bớt xa xí để dành tiền của giúp cho người đói khó cần lao, để tiếp thơm hôm nay và để phước sau cho con cháu hưởng cho cao lòng mình. Vì thế chúng tôi góp lại những gì mà chúng tôi có được hôm nay mang đến tặng cho quý vị để chia sẻ những cái gì khó khăn mà quý vị đã gặp trong hiện tại. Mong rằng quý nhận, quý vị quan hệ đón nhận, vì đây là một phần quà không to lớn lắm, nhưng mà vì đây là cả một tấm lòng của phái đoàn chúng tôi. Biết khi đói, gói khi no, cổ ti tơ đất, nghĩa sơn miền Trung. Kính thưa quý vị, cổ đức đã chỉ dạy, trên đời kẻ tiện người sang là do nghiệp trước đeo mang đổi người. Hiện tại chúng ta giàu sang hay nghèo khó cũng đều do kiếp trước mà nhân chúng ta đã tạo. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này gặp đỡ vị giàu sang. Kiếp này chúng ta bỏ sẻn tham gia, thì kiếp sau phải chịu nghèo nàn đã tơi. Kính thưa quý vị, nhận biết quý vị gặp khó khăn, chúng tôi mang số quà đến đây để giúp đỡ cho quý vị. Mặc dù phần quà có lớn lao đi nữa, thì chúng ta cũng phải dùng thời gian sẽ hết, chi cho bằng chúng ta cùng nhau thực hiện lời chỉ dạy của Đức Tôn Sư, của những Đức Bậc Tổ, Bậc Thầy, để cùng nhau thực hiện như lời chỉ dạy đó, là để hưởng được phước duyên trong tình tương đại lòng của Đức Phật. Kính thưa quý vị, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã chỉ dạy trồng cây lành dị quả thơm tho, tuy không thấy mà sao không mất. Kính thưa quý vị, Ngài Thanh Chỉ đã chỉ dạy mẹ lấy con chẳng riêng tiền bạc mới là nên phước đức đau ưng, đem trong ra hoặc tiếng nhân từ giúp người cũng là nơi phước đức. Mẹ lấy con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh, phước đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng là nên phước được. Kính thưa quý vị, hằng ngày chúng ta niệm Phật, làm các những việc thiện lành, nhất duyên đỡ lẫn nhau trong khi gặp khó, thì tất cả những điều đó sẽ tạo nên phước lành, chúng ta sẽ vượt khó, vượt khổ trong ngày mai. Đức Thầy chúng ta đã cho biết, đừng khi nhà lá một căn mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Và các vị Phật khác cũng chỉ dạy rằng, niệm Phật một niệm, ước sanh vô lượng, lễ Phật một lại, tội diệt hà sa. Trước sự di diệu của sự niệm Phật, đoàn chúng tôi trước khi mang đến đây cho quý vị một phần quà, thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị cùng tôi niệm mấy câu niệm Phật, để mong rằng chúng ta sẽ vượt qua những cơ khó một cách thật là tuyệt diệu như lời Đức Phật đã chỉ dạy. Trước khi dứt lời, chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị đại diện chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chúng tôi mang Phật quà đến đây để giúp đỡ bà con, và có dịp gặp gỡ, trao đổi cùng tất cả quý bà con những khó khăn trong cuộc sống. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lang Thị Nguyên lên phát biểu. Thưa các đồng chí trong đoàn từ thiện, kính thưa toàn thể bà con, thì hôm nay xã nhà chúng ta rất là vui mừng được đón tiếp các đồng chí, các sư cô trong đoàn từ thiện từ Sài Gòn. Thì xã Gia Lốc là một xã nghèo, điều kiện về kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì được sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ, thì tới ngày hôm nay hơn 800 xuất quà xã Gia Lốc chúng ta được các đồng chí ở Sài Gòn lên trao tặng ở An Giang. Thì không biết nói gì hơn, xin là thay mặt cho chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí, các anh chị trong đoàn từ thiện. Thì xin được chúc các đồng chí, các sư cô thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong thời gian tới, thì dành nhiều tình cảm cũng như là món quà ý nghĩa để gửi đến bà con vùng sâu vùng xa vùng biên giới như Gia Lốc. Xin là cảm ơn. Tới nữa.
Lâu lâu cút chậm đi. Lâu thùng ra sau lưng em đi qua qua bãi rồi rồi đi. Hơn giờ sau mới cho quà xong, anh em mới nghỉ ngơi dùng cơm. Lúc này đã quá ngọ rồi. Bữa nay mệt ăn cơm vui không quý vị? Dạ vui, chào cậu. Gá ăn cơm no vui nha. Mấy chú ơi, còn cơm nhiều mấy chú tát không năm ơi. Ông thấy bà biết tôi ở đâu không? Này, ở quán cà phê. Đẹp quá. Công nhận đẹp ghê luôn ha. Chưa đẹp mệt. Cái này đẹp nữa. Mày. Ê, vô làm. Có nghe nè ơi, tao vô cái tao muốn cháu. Chuyến vô đã khó, chuyến về cũng chẳng dễ gì. Dài đoạn đường, anh em phải đi bộ cho gã gân. Mấy lần xe chạm cản trên đường. Dù có khó khăn nhưng mọi người vẫn vui vì đã làm được việc hữu ích cho xã hội. Đông rồi, quán cà phê Ba Mê cho anh em tận hưởng hương vị đặc sản của Ba Mê Thuột. Dạ, cảm ơn anh. Anh nói mấy anh ở đâu mà đi uống cà phê sớm vậy nè. Bây giờ tao chưa tức nữa, lỡ quá. Anh em
trở về khách sạn chuẩn bị hành lý tiếp tục chuyến hành trình ngày mới ngày 24 từ nhà khách sạn Đức Dũng. Đoàn vào quầy hàng uống cà phê miễn phí. Giờ đây tha hồ nếm thử nào trà, nào cà phê, nào rượu vân vân, cửa hiệu đã chuẩn bị cho đoàn. Sao anh thưởng thức sao anh? Mua sắm đã đủ, xe đưa đến chùa lễ Phật. Chùa Khải Đoan là ngôi chùa lớn ở Đắk Lắk, được xây dựng năm 1951 do Hoàng Thái Hậu Hoàng Thị Cúc hiến cúng cho Tổng hội Phật giáo Trung Phật. Chùa được sắc phong sắc tứ Khải Đoan đời vua Bảo Đại. Đoàn tham quan lễ Phật một vòng rồi ra xe. Thank you.
Hồ Lắc là điểm tham quan tiếp theo của đoàn. Xe đi hơn nửa giờ, xe đã đến Hồ Lắc rồi. Hồ này cũng khá rộng, có chiều dài hơn 20 km gì đó. Nhìn xuống đồng hồ, cảnh quan khá đẹp. Bên kia hồ được che chắn bởi một ngọn núi, tạo nên bức bình phong xanh rì rất đẹp. Xe đã đến nơi tham quan rồi, mùa Covid đâu đâu cũng vắng người. Lúc này gió từ hồ đưa lên khá mạnh, sóng cũng mạnh thêm, đoàn không thể mướn thuyền đi du ngoạn rồi. Vài du khách cởi voi vòng vòng trên đường, rồi xuống mé hồ chẳng dám ra xa, chuyến tham quan Hồ Lắc chỉ thế thôi. Bữa nay là đoàn không thể xuống dưới Hồ Lắc được rồi, gió quá
chiều dài đâu tới 22 cây số gì đó. Ta thấy sóng ở dưới hồ Lắc đang có thể là lớn hơn nữa. Đang đi dưới đây này và trời. Còn dùng cơm sáng rồi tiếp tục lên đường sang Đà Lạt. Từ Đắk Lắk sang Đà Lạt, con đường quanh co uốn lượn theo sườn núi để đến Đà Lạt. Xe chạy một mạch là đến chùa Tịnh Nương Tự. Xe dừng lại cho đoàn nghỉ ngơi vào lễ Phật. Chiều ngày 24 đoàn đã có mặt ở Đà Lạt rồi.
đêm, cơm nước xong từng nhóm thả ra chợ Đà Lạt. Năm anh em tạo thành một nhóm ra chợ Đà Lạt xem sao. Đà Lạt cũng thưa khách tham quan. Mấy anh em vào quán bên đường uống ly sữa nóng rồi quay về. Đi hơn giờ, tôi sở bảo trợ xã hội trọng đức kia rồi. Phái đoàn Bình Dương đến trước chuẩn bị cho bánh mì. Các vị bệnh tâm thần giữ kỹ trong trại, có rào sắt kiên cố không thể leo trèo ra ngoài được. Trong lúc hậu cần nấu thức ăn, đoàn cũng đi tham quan cơ sở. Tôi không bỏ lỡ cơ hội hái một ít rau kim thất để chiều về có được nồng canh rau ngon lành. Dẫn lên rừng đúc than đây hết mồi và bị té ngầm mưa hai anh em hết mồi, thành ra bây giờ đi kiếm đầu bay đang đổ giật qua ngày nè. Đầu bay này trông đâu phim này để đợi chứ đổ giả quá anh đưa mặt ông đó tới dẫn nhóc rồi mà không tới hai đôi bên nam bên nữ. Các vị chăm sóc nơi đây cho biết trại nữ 125 vị, trại nam 130 vị. Còn vào trại nữ phát cho thức ăn trước. Bye.
cho trẻ tâm thần đây. Đâu vui vậy chị? Dạ. Dạ có. Dạ đừng có động lực luôn, làm nha. Làm để có tiền luôn đi. Trong bên nữ đoàn tiếp tục đến bên nam cách đó 100 mét. Thank you.
Thiền viện Trúc Lâm là điểm tiếp theo. Đâu đâu cũng vắng người, mọi người vào lễ Phật chụp ảnh lưu niệm, rảo quanh một vòng rồi xuống xe. Bán rượu, thức ăn, trái cây, đông hợp của hiệu cũng giới thiệu cho mọi người dùng thử. Nhanh nhanh đi vậy. Quay hình đầu dữ nè. Sao không dựng? Còn đến thiền viện giảng hạnh lễ Phật là kết thúc hết ngày 25.
Đêm qua nhanh, ngày mới 26 đã đến. Một ngày rỗi rảnh hơn, nhiệm vụ cho quà đã xong. Nhà xe chở đoàn tham quan vòng vòng Đà Lạt. Xe đưa đoàn đến tham quan cảnh Trọc Hoa. Ai thích thì vào, mấy anh em còn lại phía ngoài cũng đi xem người ta thu hoạch hoa. Đà Lạt trồng hoa trong nhà kính rất đẹp. Chúng tôi xem nhìn mà chẳng phải tốn xu nào. Chỉ vào cánh Trồng Hoa lúc này cũng đã ra ngoài. Chùa Linh Phước cũng nằm trong danh sách tham quan của đoàn. Xe lớn đậu ngoài, đoàn phải đi bộ vào. Chùa này cũng có kinh doanh đá quý cùng bàn ghế cạnh ốc sa cừ. Du khách có nhu cầu nên chọn một món để làm phú quý trong nhà. Thank you.
Thank you.
xem đâu rồi cũng mỏi mắt. Anh em ra ngoài một tách cà phê, ăn dài lon kem chua rồi lên xe tham quan tiếp. Quê Rạng Đanh được tham quan tiếp. Nửa đoàn vào trong, một số anh em cũng dạo quanh phía ngoài ngắm cảnh. Ơi ở ngoài đừng có phim ra. Biết đâu mà dám vô. Chào mấy anh. Đâu được sự đây. Chào ở ngoài. Tôi ở ngoài chán quá. Thank you.
mấy ngày cho quà tham quan. Hôm nay hậu cần sao cho cả đoàn một bữa ăn rau trước khi rời khỏi Đà Lạt trở về miền Tây. Chuyến xe chuyển bánh sớm rời khỏi thành phố sương mù trong đêm, rạng đông xe dừng lại cho đoàn nghỉ ngơi điểm tắm sáng. Chuyến xe trực chỉ về miền Tây, chính phủ thay mặt đoàn công khai chi thu trong chuyến đi. Nam Mô Di Đà Phật. Hoàng hôn tái sắc chuyển luân tài, nhục giả yêu đời chỉ quá gian, tỏ thuyết quyền vi sanh chúng rõ, năng kỳ liên huệ tất biển tự lương, đeo đuổi giấc mộng sâu bơ hỡi dương trần cá liễu, nước lửa đến chân ôi khó nhảy, có giò không biết lọt ngoài sông, tự lương đeo rồi giấc mộng sâu quyền cơ đạo hạnh hải ra tầm, đời cùng tiếng Phật dụng nhân tâm, ngàn năm tích đạo đành chôn lấp, thương tượng bá gia nổi lạc cảnh thảm khó chịu, mai sẽ đến sao vẫn còn chịu mến trần mê, mắt nhìn ngoài quốc thảm thay
Nam ban cảnh khổ cũng về bên tay. Cuộc biến động nay mai nguy ngập, một hội này ráng lập thân danh. Kìa kìa các bậc công khanh, liễu son tạc để đành rành chẳng sai. Đất dơi nước hậu lai vinh diệu, đạo lo tròn yếu điệu tấm thân. Một câu quân ly tứ ân, ta đừng tha lật phong thần bản ghi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng đồng đạo Bùi Thị Tinh để diễn âm lại tấm ti của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin mời đại đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Cố trần thế phiên ai hài gầm danh mà chi, lời lắm mà chi, bà công danh như bọt nước có ra gì, mùi vô quý như dần mây tan hiệp ngân. Sáng cho mấy cũng thề một kiếp, giàu đến đâu cũng một đời. Cái tuổi sanh theo đổi kiếp con người, thân tứ đại có lấy đâu mà làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, kỳ đang cố phần đa thị thiếu niên thân. Cái thân này là cái già thân, nay còn đó mai đâu chắc khi được. Thêm nỗi bệnh nội già thuốc phược, sống ở trên đời sống được bao lâu, mới mài sanh kế đã bắt đầu, rồi lại đến quan khâu một khi năm mình. Ôi tam thương khi tài thiên ban dùng, nhất đáng vô thường dạng sự hương. Muôn việc đều mang lấy tất hơi hơi, vừa dứt cuộc đời cùng dứt. Nào có cái giờ không tài vật, nhắm mắt cứ rồi nắm lấy tay không. Nghĩa tàu khác có kẻ chẳng bền lòng, đành cài tiếc giả mong chồng khác. Bỏ cơm dài mắt đời hành phạt, ngắm cuộc đời nghĩ thật buồn tân. Thương mê danh nữ mê lời mê tình,
chiều lại niệm A Di Đà Phật, mong giải thoát lánh sông đường vật chất xấu vô thường, tiếm cổ giới hành vi ở thế gian nhiều tiếng thị phi, về cửa Phật từ bi hiện xa, mong dài góp mượn thuyền bát nhà rơi bội hồng, mượn nước ma hai nguyện sao thoát khỏi chốn tai bà, về cực lạc mới là hết khổ. Hai giờ đâu này viết ít câu, khuyên đời sớm sớm khá hồi đầu. Tu là cội phúc đừng sao lãng, dành lời dạy ngoan mưa gắn cầu. Nam mô A Di Đà Phật. Dứt lời ngâm sấm thi của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chuyến đi của đoàn Úc Dũng cũng khép lại. Chuyến đi cho quà nơi xã Y A Lớp, huyện Y A Sớp, Đắk Lắk. Kính chúc cả đoàn giảng sự lành, làm ăn phát đạt, để có chuyến đi vì lợi ích nhân sinh. Nam mô A Di Đà Phật.